Ok, xin chào mừng tất cả các bác quay trở về kênh YouTube của em Huyền Audio trong video ngày hôm nay nhá. Và ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều các video mà bên cửa hàng em cũng đã lên bán các cái dòng sản phẩm bắt giờ rồi. Thì cũng có rất nhiều các bác là yêu cầu là bên cửa hàng em cũng sẽ làm đó là một cái combo của dòng sản phẩm loa bát 25 các bác nhá. Thì ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em mới về được nó rơi vào cỡ khoảng tầm 12 đôi loa bát 25 này thôi, và số lượng thì cũng không có nhiều. Đó, thì ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em sẽ lên test trực tiếp cho toàn thể các bác, cũng như là làm một cái bộ sản phẩm combo giá cực kỳ hợp lý, giá khoảng tầm 2,7-2,8 cả combo cả bộ thôi. Vào đầu video thì rất mong sự ủng hộ của tất cả các bác đi qua vui vẻ ủng hộ cho cửa hàng bên em một like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ kênh của bên em, và đồng thời bật chuông thông báo để cập nhật tất cả các video của cả bên em nhá. Thì vào đầu video thì em sẽ đi giới thiệu chi tiết của dòng sản phẩm bát này cho toàn thể các bác cùng xem các bác nhá. Đây là dòng sản phẩm bát 25 từ 160 côn 63 gân vải tẩm dầu ốp phơ lôi, và đây là gân xếp 3 các bác nhá. Đây là gân xếp 3. Và với vành côn nhện của nó là nhện 4 lớp các bác nhá. Nhận 4 lớp màu cánh gián. Với công suất của chiếc loa này thì nó đạt khoảng tầm 350W một chiếc. Đó, 350W một chiếc côn 63. Nói chung là nếu mà anh em mà chạy âm ni khoảng tầm 8 đến 12 xò là cũng chạy được rồi. Đó, thì khi các bác mua combo sản phẩm này về thì các bác có thể là gióng thùng để các bác chơi các bác nhá. Đó, thì về một đôi chép kèn như thế này. Đây là chép kèn JBL chèm kèn khế các bác nhá. Khi mua ở bên cả bên em thì được một họng kèn các bác nhá, họng kèn. Đấy, thì với giá của chiếc họng kèn này thì nó vào 700.000. Đấy, và tất cả các mặt hàng bên cả bên em báo giá là tại cửa hàng các bác nhá. Côn của con này là côn 44,4 nó gọi là côn 450 các bác nhá. Công suất của chiếc chép kèn này nó khoảng tầm là 45W ở trở kháng 8 ohm. Đó các bác nhìn họng kèn rất là chắc chắn các bác nhá. Đó, thì một cặp phân tần như thế này, đây một cặp phân tần như thế này thì nó có giá là 650.000 các bác nhá. Phân tần chống cháy tép có cả cầu chì này các bác này, và tất cả các linh kiện thì đều là linh kiện tốt. Đó, thì bây giờ em cùng các bác sẽ đi trải nghiệm và cũng như là thử nghiệm về cái chất lượng của cặp này, xem là cái tiếng chất âm nó như thế nào. Và các bác đi qua thì hoan hỉ ấn cho em xin một like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ kênh của mình em. Ở đây em sẽ lên cho toàn thể các bác xem đây. Đây nhá, hiện tại là đang đấu vào quả chép và đường bát, thì bên cả bên em đấu trực tiếp qua cái phân tần đây. Đó, đấu qua phân tần đây các bác nhá. Và cái chất lượng sản phẩm thì ngày hôm nay thì bên cả bên em muốn nói tới, đây là một dòng sản phẩm hàng Chila Xịn các bác nhá. Đây là bát thanh lý mới có cái giá là 1.400.000, xương nhôm các bác nhá. Xương nhôm từ của nó là, nói lại cho toàn thể các bác là từ của nó là từ 160. Và em cùng các bác sẽ đi nghe về cái chất âm của cặp loa bát 25 khi ghép trên họng kèn 44,4 các bác nhá. Ở đây các bác cùng em sẽ đi trải nghiệm về cái chất âm của bộ combo này. Và chờ em bắt nó to một chút nữa các bác nhá. Chất âm của cặp loa bát 25 và một cặp loa chép 450. Quá hay luôn. Đây, bây giờ em xin giới thiệu lại nha các bác nhá. Cặp loa bát này thì là một cặp của nó là giá 1.400.000, còn cặp loa chép là giá của nó là 700.000. Và một cặp phân tần là 650.000.
tổng vào là 2.4 triệu, là 2.4 triệu, 7.7 14 là 2.1 triệu rồi, 2.1 triệu là 2.7 triệu, 2.6 triệu, 2.750.000 các bác nhá. Tổng combo như thế này là 2.750.000, giá cực kỳ là rẻ rồi. Rồi kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của bên em. Cảm ơn toàn thể các bác đã chú ý theo dõi kênh YouTube của bên em nhá.